Xin được mời chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình nhận được mấy đơn hàng này nha anh em nhé. Anh em cùng bóc hộp kiểm tra mình nhé, xem hôm nay có máy gì hay không nhé. Đơn đầu tiên là của bạn Tuấn Minh, gửi cho mình từ Gia Lai nhé. Bạn này gửi cho mình máy gì không rõ. Nhà cuốn xốp rất kinh khủng anh em nhé. Ok, đơn hàng của bạn ở đây. Bạn Tuấn Minh gửi cho mình máy gì nào? Giời, một chiếc iPhone X đập khá gì là nát. Kinh người rồi nha. Như thế này liệu có lên nổi gì không nha. Nghe về ca này khó để mà phục hồi đấy. Chập hy vọng là không gãy thành suối, không gãy mên đoạn này. Nguyên tem luôn anh em nhá. Rồi, mình sẽ tháo ra xem nào. Ồ, con này của bạn này bên cong lắm. Thấy ưỡn kinh quá. Khả năng gãy bên dưới rồi. Đoạn này như này mà phục hồi xong cũng thay khá nhiều thứ đấy nhá. Màn vỏ pin như này thì cũng nghe có vẻ là ca này cũng hơi khoai đấy. Phây phép mất một mắt nhé, mất mắt của cảm biến ánh sáng nhé, còn một mắt của phây đi nhé. Nói chung là phải xì một cong như này thì thôi khả năng bên dưới gãy 100% anh em nhé. Tháo cái bên ra cho em xem tình trạng như nào, phục hồi nổi hay không. Người kẹt cứng vào đây luôn. Kẹt mắc gì đâu không ra anh em ạ. Em nhìn cái bên này. Kinh khủng không? Kinh khủng chưa? Như cái thuyền chưa anh em? Độ cong như này thì mình nghĩ là tỷ lệ sống nó cũng không cao đâu. Mà sống nó sẽ mất chức năng là cái chắc. Đây, khay sim cắm gãy được như thế này thì anh em hiểu rồi đấy. Đây, khay sim với lực đập cực kỳ lớn nhưng mà có khi vẫn sống đấy. Gặp thử cái mình đã xem tình trạng bên ra làm sao nha. Viền treo anh em nha, viền treo debut rồi. Em xem dòng của mình này. Đây nhá, kích lại cho em xem nhé. Mình lên và treo dòng 0.06. Rồi, bên này sẽ cố gắng phục hồi thử xem lên được không vì cong như thế này. Mình tạm gác sang bên phục hồi sau nhé, để mình bóc mấy cái đơn hàng kia ra đã. Đáp mình xử lý xem có lên được nguồn không, cho lên nguồn rồi tính tiếp nữa nhé. Một chiếc thuyền iPhone X. Ok, tạm gác sang bên. Tiếp theo mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Trần Tiến Nam gửi cho mình từ Ninh Phúc, Ninh Bình nhé. Ok. Em còn iPhone 7 tình trạng thay vỏ màn thì không thể lên, sờ bên thấy nóng anh sửa xong lắp qua vỏ mới giúp em. Em cảm ơn. Tiện thể anh xem mã của hoàn hay sửa được không ạ? Và là cho thay vỏ. Thay vỏ vào màn thì không thấy lên nguồn. Sờ bên thì nóng. Ok, bọn này là thay vỏ. Đấy, bọn này làm của chiếc thuyền cũng khá hoành tráng đấy. Đây, màn hình gói riêng này này. À, chiếc màn hình nhá. Vỏ nhá. Bọn này chắc là bộ vỏ bóc ở đâu đây? Đây là vỏ bóc. Vỏ là vỏ các bên nó thay ra để đóng máy keng. Đây. Gông nẹp có kiểu đây. Ok. Cái này lát mình sẽ xử lý cho bạn ấy nhé. Còn chiếc màn này không biết màn nào mới màn nào cũ đây. Chắc màn này mới vì còn tem. Đây là màn cũ chắc bạn đây đây. Vẫn cũng khá lành. À vỡ kính, màn cũ vỡ kính. Rồi, tạm đúc vào. Bên thì cũng có rượu cong nhẹ nhé. Bên cong nhanh em nhé. Rồi, tháo ra để lơ lửng ở đây rồi.
Rồi công nghệ thôi, chắc không vấn đề gì đâu. À nước, mình có dụng nước nha anh em nha. Đây. À, giờ ôi xóa đây chưa? Vết nước nha. Tiền sử có dính nước nha. Không biết nhiều ít nhưng mà đã có dính nước. Có thể thì vệ sinh có khi là lên luôn đấy. Thôi để mình xử lý sau đi. Mấy cây này thì cũng chẳng có gì phức tạp cả đâu. Thông thường mà bạn ấy còn bảo mình còn ấm ấm kiểu thì tỷ lệ sống vẫn cao lắm. Mình bóc đốt hộp đã. Rồi mình sẽ xử lý cho bạn sau. Ok, tiếp theo sẽ mình sắp đơn hàng của bạn Hoài Mũm Mĩm nhé. Rồi cho mình từ Hòa Bình nhé. Chào bạn Hoài Mũm Mĩm nha. Sao đây này có hai tên nhỉ? Đây, bên này là Linh. Gửi từ Cao Phong Hòa Bình nhé. Và bên này lại ghi chắc gửi qua cái gì đấy? 769 vẫn là số đấy, khác số khác nhau nhé. Hai số khác nhau mình phải kiểm tra lại nhé. Đây là link số đuôi 900 nhé. Đây là bạn Hòa Mĩm, đây là người lên đơn hay sao ấy nhé. Ok. Cái này thì mình phải kiểm tra kỹ xem của ai. Mình sẽ dựa vào thông tin ở bên trong máy nhé. Anh sử dụng em con i50 á, đang dùng bình thường tự hoạt động lại dưới mất cảm ứng. Đấy, dài dài. Cái gì đây? Bên trong là tên Linh nhá, bên ngoài là người khác nhá. Tức là một người khác lên đơn hộ. À, gì V50 à? Dòng này thì xương đấy, nếu mà mất cảm ứng thì xương đấy. Bạn ghi chữ V50 bình thường ghi cái gì? Đang dùng khởi động lại mất cảm ứng. Thế thì phải kiểm tra rồi. Đó, những ca này đồ đạc cũng có ít đồ để test cho nên là mình sẽ làm sau đây. Hiện tại mình chẳng sẵn đồ. Những dòng LG này thì bây giờ ít đồ rồi anh em ạ. Đây, đưa cảm ứng. Nếu đưa hẳn như này thì có thể do main nhá. Có thể chập các app của màn hình các kiểu nhá. Mình sẽ có thể mình xử lý sau nhá. Máy vẫn lên mờ mờ, anh em nhìn được kỹ thêm mờ mờ nhá. Đấy. Không có được gì đâu nhá. Đấy. Ok, rồi mình sẽ xử lý máy sau. Máy khá đẹp nha, công nhận. Kiểu dáng thì LG thiết kế khá đẹp nhưng mà nó đã không bán trực tiếp tại Việt Nam nữa. Còn là xích tay thôi. Anh em mua thì lưu ý nhá. Màn LED cong, AMOLED dẻo, OLED dẻo. Màn này mà liệt cảm ứng thì căng đấy. Nhọn liệt trên bên thôi, máy thì còn zin chặt chẽ chưa tháo ra. Rồi, ok nha. Bây giờ mình sẽ thử lại con iFlix này xem có cho lên được nguồn không nhá. Với tình trạng mê như thế này. Máy đang nhận trạng thái DU, treo dòng thấp ở DU. Em phải tiến hành tách cái main này ra để kích cho nó lên đường nguồn. Không lên đường nguồn rồi sẽ hỏi iCloud tính tiếp vì con này khi nghi ngờ sẽ phải sạc bên dưới. Theo mình nghi ngờ thì là như vậy, nhưng mà main này nghe về đứt nhiều đấy. Xem cứu được không? Cái X này là cũng pha đập đi vào đống đất đấy. Mình thì cũng zin đấy anh em ạ. Pha đập chảy thì tay to. Cố cho lên được nguồn không đã. Máy đang nhận trạng thái DU. Nếu như bên Intel thì nó đang có thể mất đường board, đường wire đi. Còn nếu như bên Qualcomm thì tèo, chết ổ gì đấy. Trong thời gian chờ con này thì mình sẽ kiểm tra con iPhone 7. Dính nước sẽ đánh chùi nha. Phải đóng máy của bạn ấy nhá. Tranh thủ thời gian vì đợt này mình hơi bận nên nhiều video mình có thể làm nó hơi không được hoàn hảo cho lắm. Thiếu đoạn thừa cái chia chẳng hạn. Em thông cảm nhé. Mình sẽ kẹp nguồn xem lên nguồn hay không. Lên nguồn sẽ lắp màn thử, không lên nguồn thì sẽ không lắp màn. Okay, máy bạn ấy vẫn lên nguồn bình thường. Nguồn có dao động, nhưng bạn ấy bảo không lên màn hình. Mình sẽ lên một cái màn khác mình thử cho chắc nhé. Màn hình của mình là màn hình sọc mờ nhé, màn lô thôi, màn lỗi thôi. Test lên được hình không đã rồi tính tiếp. Không lên gì cả anh em nhé. Rồi, một là máy mất hiển thị, hai là mất đèn. À, lắp màn của mình lên luôn, có thể màn mình có vấn đề nhá. Hiện tại mình lắp màn thì lên luôn, sau khi đánh chùi sạch sẽ thôi, chưa làm gì cả. Kẹp nguồn thấy lên, lắp màn lên bình thường. Một là bạn ấy lắp màn lỗi, hai là bạn ấy mua dính màn lỗi. Mấy vấn đề rất đơn giản thôi. Đây chưa, mình cong vèo đây. Tách xong con iPhone X. Để xem có lên được không. Đấy, đã lên nha. Ok, bạn ấy cũng cần mật khẩu không đây. Ok, mình chưa biết mật khẩu máy là gì, cái này mình hỏi sau. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại cái màn của đấy nha. Màn mình lên bình thường nha. Máy bên bạn đều nghĩ là main vẫn sống nha.
thử hai cái màn của bạn này xem nào, màn vỡ này xem sống còn chết nào, màn cũ vỡ nha. Đây cái chữ X đây nha, chắc là màn chết thì sao này, ghi lắm. Em đóng các màn diện cáp dài đây, cáp ngắn không cần đâu nha, cáp này cáp vân tay thôi, bỏ qua được nha. Nguồn đã lên nhưng màn cũng vẫn lên. Rồi bạn nói chọc gì đấy, màn này chết nha, sọc mờ nha anh em nha. Sọc sọc có sọc này, tí lên sọc đấy, sọc dần màn này chết nha. Chứ là một màn đã đi. Ok nghe, chưa thấy vấn đề gì cả, màn vẫn lên bình thường. Chứ mày lắp chưa chuẩn hoặc gì đấy. Nhưng màn sọc phải bỏ nha, màn này thì vừa vỡ vừa sọc thì đáp đi nha. Đấy nha, sọc bắt đầu sọc dần rõ dần đấy. Rồi thử nốt cái màn mới của bạn ấy xem nào, hay bạn ấy mua phải màn lỗi. Đây, màn này bạn lắp hết đồ đạc sang đây rồi. Đấy, màn chết nha. Đấy, màn chưa? Chết liệt cả cảm ứng nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử nốt cái màn còn lại của bạn này. Hy vọng màn này sống, không bạn ấy oan ra cái màn hình. Cái màn hình bạn này mua ở đâu thì mình không rõ. Mua trên mạng hay mua ở cửa hàng hay mua như nào. Thì màn anh em phải test thật kỹ nha. Màn bây giờ lỗi rất nhiều. Lâu đời rồi nó già cỗi chết rất nhiều. Màn này không lên gì anh em ạ. Chỉ buồn với anh em, màn không lên một cái gì cả. Nguồn vẫn đang dao động nha. Nguồn vẫn đang dao động lên nha, nhưng màn không hề lên tí nào cả. Đấy, nguồn này. Chưa buồn với bạn này, thôi mình sẽ báo lại cho bạn ấy thôi, màn chết nha. Màn ấy mới mua nhưng mà màn có vấn đề. Xem lại chân con nách xem nào, có cong vênh móc méo gì không? Hơi cong nha. Đáp lại phát xem nào. Chân hơi cong nha, cáp gấp nếp nha. Anh em nhìn cáp này, có nếp này. Cáp có nếp này. Nếp đấy là có thể là nguyên nhân gãy đấy. Đấy. Màn này có thể sẽ chập chờn lúc lên lúc không. Có khi mình đóng lại lên đấy nhá. Mình gặp màn kiểu này nhiều rồi, có khi bè 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 lại lên. Nên màn chập chờn nhiều khi đóng êm và dùng là dùng được. Thôi lại mấy cái bàn cũng khá là nhiều tiền đấy. Lên 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 anh em ạ. Đấy, chập chờn, màn này chập chờn nha. Cáp cong cong kiểu thôi, màn này sẽ cố gắng đóng lửa êm cho bạn đấy. Ừ, vẫn sập á. Thế nhiên sập á. Không lên được thôi, nói chung là vẫn được táo, chập chờn kiểu gì đấy anh em ạ. Nhưng thấy sập cái lên rồi sập cái kẹp nguồn mình có vấn đề, có khi mình sẽ phải thử lại sau. Lắp pin vào lên ok là được thôi, pin tiếp quản vào lên ok là ok thôi. Một là màn áp lệch, hai là cái màn này chập chờn thật. Cong cáp mình thì cong, mình vừa bẻ lại nó nắn lại êm hơn. Bên thì vẫn bình thường, chỉ có dấu hiệu dính nước nhẹ ở trên thêm mốc một chỗ mình đánh chui rồi. Ok, lên bình thường nhưng mà mất vân nha. Hiện tại mình có đóng hôm nhưng mất vân nha anh em nha. Đấy, vẫn vuốt được. Nên cảm thấy hơi ngu khó vuốt quá. Không vuốt được mấy biểu tượng này. Ok anh em, hiện tại là mất vân nha. Mình sẽ hỏi lại để xem vân có hay mất. Xem do màn, do main, do cái gì nha. Cái này phục hồi cho bạn này sau. Vì cũng không có gì phức tạp cả. Hiện tại thì thấy main vẫn sống, màn vẫn sống. Main thì có dính nước nhẹ, mình đã vệ sinh cho. Có dính gì gì khu vực trên này một chút thì đánh chùi thì sẽ thấy không vấn đề gì nữa rồi. Nghi ngờ là đây là con xe cơ bắp cho camera, nhiều lúc chạm nó sẽ mất nguồn hoặc nguồn lên nóng gian máy. Và hiện tại sẽ test lại camera cho bạn đấy nha. Đúng chỗ này. Cơ bắp camera sau nhá. Này phải có mật khẩu kiểu test thì mới ra được. Màn ok. Một cái chết rồi, vứt đi. Vân tay đang bắt không biết tại màn lại main, chưa có mật khẩu chưa test được. Tiếp tục mình sẽ cố gắng cho nick lên nguồn. Xem lên được không nha. Với bên X Intel thì anh em phải tiến hành câu một sợi dây để thay đổi đường bo ID của nó nha. Đây nha, sẽ câu một đường từ đây, dân số 7 ở đây. Thay đổi đường bo ID của nó nha, nếu anh em không câu sẽ không thể lên được mảnh trên. Nếu để nguyên mảnh trên anh em lên được nguồn thì anh em sẽ xử lý mảnh dưới này sau. Bởi vì hiện tại đang mất bo ID thì có thể là mảnh dưới đang cong như thế này. Gãy đưa hở thành các kiểu. Rồi, bây giờ mình sẽ
tiến hành câu để chuyển cho nó thành về body của bên Intel. À, body của bên Qualcomm nó sẽ nhận và lên được nguồn với mảnh trên, nó lệnh set của CPU dòng Intel nó vậy nhá. Bên Intel khi anh em tách ra sẽ mất nguồn cắm nhận về debug, đập điếc rất hay bị, cho nên là mình đã cứu nhiều kèo như này rồi. Con này thì hơi cong thì khả năng muốn cứu sàn cả bên dưới cũng hơi tốn kém nhé. Thôi trước tiên cứ phải lên nguồn bên trên rồi test xem thế nào đã, rồi anh em phải tính. Rồi góc này anh em nhé, chúng ta sẽ mượn một cái app 1.8S2 câu cho đường boy đi, câu để test thôi, lúc nào xong thì anh em sẽ gạt bỏ đi đóng vào, để nguyên đấy đóng xuống nhiều lúc không ăn và có những con máy nó bị xung đột nhé. Đây, em đang câu từ chân này. Cái chân số 7 ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân số 7 này, đấy. Câu 1 sẽ đi đồng vào đấy. Hơi loại, khó nhìn nhé. Đừng để chạm vào đâu nhé. Anh có câu vào đấy. Đấy, chân số 7 nha, cái đấy đúng vậy, chân số 7 cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, hàm vào đấy. Đây đường câu để set lại bo ID như kiểu bè chở của iPad để vượt iCloud ấy, đối với đề thấp ấy, để chuyển từ 3G về 2 Wi-Fi ấy. Hoặc như kiểu chuyển main của iPhone 11 Pro với Pro Max ấy, chuyển bo trên của nào ấy. Đấy. Mình chưa thử là chuyển thế trong chạy lại phần mềm có nhận thành Pro Max và kích hoạt được hay không. Sau đó lắp cho Pro Max, 11 Pro lắp cho Pro Max được không, mình chưa thử. Thế ở bên trên giống nhau, chỉ khác nhau một vài con trở của Boy ID thôi. Xét lại thì sẽ nhận lại ngay lập tức. Cũng chưa thời gian làm như đấy, đợt này bận lắm. Nên anh em thông cảm. Một số máy chậm trễ thì anh em thông cảm nhé. Đấy. Rồi, câu xong như vậy thì anh em tiến hành đem sang thử xem đây đường nguồn không hay vẫn nhận debug. Đây đường nguồn anh em lắp màn test cơ bản đã. Không lên đường nguồn thì lúc đấy mới cần sửa nha. Lên nguồn luôn nha anh em nha. Đó, bây giờ mình sẽ lắp màn thử cho anh em xem luôn này. Lên nguồn và sỏi còn đây iCloud lủng cần thiết phải sẽ phải sạc bên dưới, như bên dưới Intel này rất ít và rất đắt nha, vì con máy này bọn này full rồi, quá cao. Mình sẽ làm cho lên nguồn thôi, còn công việc mà bạn ấy có sử dụng hay không như nào thì ở đây mình sẽ hỏi lại bọn ấy sau nha. Bạn ấy quyết định thay hay không thì máy này của bạn ấy cần thay vỏ, thay màn, thay pin, gần như thay nguyên cụm cộng với lại sửa main sàng bên dưới, và phải hỏi iCloud trước khi làm vì máy này chắc là bạn ấy lấy ở đâu ra, nhặt được ở đâu đó. Ok, đã lên nguồn, chắc mình sẽ xử lý video đến đây thôi, còn tiếp theo phần sau thì công đoạn cũng khá kỳ công, mình sẽ làm sau sẽ báo bạn ấy trước đã, xem mà có đồng ý hay không, vì cái máy này đập quá căng bên dưới, chi phí sợ hơi cỡ lớn. Màn thì như cái bánh đa đây rồi, máy thì vẫn sẽ lên nguồn bình thường, như hiện tại không lắp bên dưới chắc chắn sẽ liệt cảm ứng không bút được. Còn ok thì mình mới dùng bên dưới, để mình lắp bên dưới và mình test cảm ứng các kiểu. Ok, lên sập anh em ạ. Lên đến màn hình chính thì sập. Thử lại phát nữa nhé. Chưa biết lý do gì nhưng mà lên đến màn hình chính sập thì anh em phải cần phải kiểm tra. Vì máy đập thì khó nói trước lắm. Độ bền thì cũng mang tính chất hên xui lắm. Có con cực bền nhưng con thì chạy được vài bữa chết. Ok, máy vẫn lên được hình. Nhưng không vui được đâu anh em ạ, vì cảm ứng nằm ở bo dưới này cơ. Thông thường tại sao đập hay gãy main là có chân ốc ở đây này, gãy ở khu vực này này. Đường cảm ứng đi qua khắp thành này này. Đường sóng, đường cảm ứng, đường đi qua wifi các kiểu đi qua đây nên mất đi mấy các kiểu này. Đấy. Ok em, tạm thời mình sẽ xin phép kết thúc video này ở đây, làm cho nó lên được nguồn rồi. Còn công việc sửa tiếp hay không thì phải xin ý kiến máy đã. Vì phục hồi cái máy này khá chi là nhiều thứ. Ok anh em nha, mình xin phép kết thúc video tại đây. Anh em thấy hay like và giúp mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em nha.